Tại sao Bà La Môn giáo lại được nhắc trong kinh tạng? Có phải trước thời Đức Phật Bà La Môn giáo là quốc giáo hay không? Điểm cần phê phán trong Bà La Môn giáo là gì dưới góc nhìn của Phật giáo? Xin thưa, là theo kinh tạng, theo và chú giải thì vào thời Đức Phật quá khứ đó, có khi mà Đức Phật quá khứ ngài đã diệt độ, khi mà chánh pháp nó đi vào màn đêm, có nghĩa là không còn ai biết đến chánh pháp nữa, có những vị chứng thiền có thần thông đó, vì cái lòng bi mẫn, vì lòng bi mẫn các vị đó mới gom những cái mảnh vụn của giáo pháp gom lại và đem cái con đường thực hành các cái tầng thiền chứng gom lại và truyền lại cho hậu thế. Và cái việc đó, cái việc tu tập đó, có nghĩa là nó từ những mảnh vụn của chánh pháp rồi có cái sự tu tập các cái tầng thiền chứng đó, thì khi mà truyền lại như vậy và người ta gọi đó là Bà La Môn. Đó là cái ý nghĩa ban đầu của Bà La Môn. Nhưng mà về sau đó, cũng như Phật pháp vậy thôi, thì lâu dần thì nó không có được như xưa nữa. Mà cái chuyện không được như xưa nó không phải là do bản thân của chánh pháp mà do bản thân của cái người hành theo. Đó là gì? Đó là dần dần đó thì những người sau họ quên dần đi cái chuyện mà tu hành, quên dần đi cái chuyện mà tu thiền, mà họ lại nặng nề và họ chế biến thêm ra những cái phần gọi là tế lễ cầu sinh đấy. Và dần dần ấy, cái Bà La Môn nó mất đi cái ý nghĩa ban đầu, mất đi ý nghĩa ban đầu. Do đó khi mà Đức Thế Tôn, khi mà ngài xuất hiện, ngài có đôi khi ngài tự nhận mình là Bà La Môn, có đôi khi ngài gọi đệ tử của ngài là Bà La Môn, thì khi đó đã nhắc với cái ý nghĩa là nhắc lại cái ý nghĩa ban đầu của Bà La Môn, tức là ý Bà La Môn ban đầu á, chứ không phải là Bà La Môn bây giờ. Bà La Môn ban đầu là những người có sự thực hành theo chánh pháp và có sự tu tập chứng các cái tầng thiền định thì đó mới được gọi là Bà La Môn. Những người ly dục thì mới đáng được gọi là Bà La Môn, chứ không phải như bây giờ. Đấy. Thành ra đó, vào thời Đức Phật á, thì xin thưa là ngay cả trước thời Đức Phật, cái Bà La Môn không được xem như là một tôn giáo. Bởi vì cái tôn giáo ở Ấn Độ nó, lúc đó nó rất là phức tạp, mỗi một người mỗi ý, mỗi một người một kiểu thờ đó. Và cái Bà La Môn được xem là một giai cấp đấy. Và cái mà Đức Phật chê trách những cái vị Bà La Môn như là trong kinh Trường Bộ, bài kinh thứ tư, sư quên mất tên rồi à, đó là Đức Phật nói là một vị Bà La Môn đó, là cái quan trọng là vị đó phải có cái trí tuệ để biết được cái chuyện gì nên làm và không nên làm. Còn cái kiểu mà Bà La Môn mà để mà Đức Phật chê trách đó, đó là gì? Thứ nhất là tự hào về cái nguồn gốc xuất thân, tức là tự hào về cái sự trong sạch của đời cha và mẹ của mình. Rồi cái việc mà thông thuộc Tam Tạng Vệ Đà mà đã được thay đổi nhiều rồi đấy, thì rồi biết những cái chuyện mà tế lễ thì cái đó là Đức Phật chê chê trách, tại vì cái đó không có đúng cái ý nghĩa của một vị Bà La Môn. Một vị Bà La Môn mà đúng là phải có đức hạnh và có trí tuệ.